rất là đa dạng mẫu lan. Thì có một loại đi 7, 2 ly 1, 2 ly 3, 2 ly rưỡi. 2 ly rưỡi và 3 ly và 4 ly. Thì 4 ly thì nó giá thành hơi cao. Nhưng lại một đi 7 thì của nó chỉ có 110.000 một kg thôi. Một cuộn nhỏ của nó là 2 cân nhá. Đây đây, một cuộn nhỏ này là 2 cân này anh em này. Thế 2 cân của nó thì như cái loại 4 ly này thì giá nó hơi cao này. 4 ly của nó 140.000 một cân. Một cuộn nhỏ là 2 kg là 2 cân đấy. 2 ký đấy. Anh em ạ, cuộn sẵn rồi. Cái này bên cơ sở cuộn máy nhá, không cuộn tay đâu anh em ạ. Bỏ ra là nó sòng xoài hết, nó khó cuộn cực kỳ luôn. Thì anh em cắt thì nó dễ cắt thôi. Cuộn vào tròn này khó cuộn. Thì cái hình thức ở bên cơ sở bán hàng là ship code toàn quốc, đồng kiểm tra hàng, chi phí thanh toán. Thì đây hôm nay thì Minh Quân cũng có một cái khách hàng thì ăn nói thô tục quá, thì Minh Quân này quay cho anh em xem. Thì hình nền thì rất là xinh gái, thì chắc không biết là con trai con gái hỏi lan mua lan cắp quang, nhưng mà đây anh em ạ, đây tên đáp hỏi Hùng Nhung này. Xinh gái này nhưng mà ăn nói thô tục, mở mồm ra là nhắn tin chửi bậy loạn ngọ xịa lên anh em ạ. Đây này, bận nóng hàng quá mình chưa kịp trả lời mà mở mồm ra đã chửi xốp, mà không thể hiểu nổi được cái đầu óc là có vấn đề hay không, thần kinh não bộ nó có ổn định hay không, nhưng mà mở mồm ra chửi xốp, chả hiểu. Xinh gái tuyệt vời, ăn nói thì chắc là loại này thất học rồi anh em ạ. Thất học thì chắc là não có bị thần kinh vấn đề gì đấy anh em ạ. Hay là mượn một người khác, mượn điện thoại để nhắn tin anh em ạ. Thế không biết là tội bạn này là có phải là bạn này không, trực tiếp là Zalo nhắn chửi xốp anh em ạ. Mình thì thuận mua vừa bán, thì ví dụ chưa kịp trả lời thì cứ bình tĩnh thôi anh em nhỉ. Đấy, chưa kịp trả lời thì anh em cứ bình tĩnh thôi. Bây giờ làm gì phải văng tục văng bậy ra chửi. Con người ta ăn nói văn minh lịch sự mà. Bần cùng bất đắc dĩ thì mới văng cô đéo cô mẹ cô cha chửi anh em ạ. Đấy, sản phẩm thì em đã giới thiệu rồi. Thì lan cắp quang ai 1 ly 7 thì thường là hay làm lồng khuyên, lồng chim hoa hút mật. Trong phía lan còn con ốc nữa, chim ốc gì ấy. Lan 2 đi 1, 2 đi 3 làm lồng trà màu. 2 đi rưỡi thì làm lồng cu gáy, 3 ly có thể làm cu gáy anh em nhá, cu gáy phiếu. Đây một cuộn này bên cơ sở nhà em thì nó cuộn sẵn rồi, là 2 kg một anh em ạ. 2 kg một cuộn. Thì hình thức là ship code cứ 2 kg một cuộn này là 220.000 là loại 1 đi 7 đến 1 đi 7, 2 đi 3, 2 đi 1, 2 đi 3, 2 đi rưỡi, 3 ly. Cái loại đấy thì là đồng giá nhá. Là đồng giá, nhưng mà cái loại 4 ly thì nó giá thành nó hơi cao. Nó thật sự mà anh em vậy. Đấy, anh em 140.000 một kg. Anh em nhá, báo giá công khai, anh em nào mà cảm thấy ưng ý thì đặt hàng, mà anh em không ưng ý thì văn minh lịch sự, bình luận văn minh lịch sự. Anh em ạ. Giờ tiền trong túi của anh em mình mà, anh em mình mua và được sờ hàng, kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Đấy, bên nhà em là hình thức ship code toàn quốc, đồng kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Cứ một cuộn nhỏ này là 2 kg một đây, cứ một cuộn nhỏ này là 2 kg một. 2 kg một này. À, anh em ạ. 2 kg một cuộn. Thì ví dụ như là loại 2 đi 3 chẳng hạn, một cuộn của nó 2 cân là 220, cộng phí vận chuyển 30.000 nữa là 250. Đấy, là cả ship bao gồm đấy, là 250 anh em bóc hàng kiểm tra. Có đa dạng chủng lan này thì anh em nào có nhu cầu thì anh em liên hệ nhá. Đây rất nhiều luôn, bên cơ sở nhà em thì nhiều luôn. Lan thì nguyên một cái chồng như thế này là rơi vào 5 tạ một chồng đấy anh em. Đấy. Bên nhà em còn trong kho bên này nữa, rất là nhiều luôn. Để quay cho anh em thôi. Chào anh em nhá, anh em nào có nhu cầu thì mua lan thì liên hệ nhá.